anh chị, hai anh chị giới thiệu về mình. Em tên là Phạm Minh Tuấn, năm nay em 39 tuổi. Nghề nghiệp của em là bác sĩ chuyên khoa nhi. Còn bạn? Em tên là Bích Ngọc, em 30 tuổi rưỡi, hơi quá hơn chút. Em đang làm công việc sáng tác. Và Ngọc gặp nhau khi nào? Em gặp ông xã em là ở trong bệnh viện. Rồi em ẵm bé đi khám bệnh. Ẵm bé là? Bé đó là con của em. Tức là em đã có? Dạ, em đã có gia đình rồi. Dạ. Cái lần đó là ẵm vô khám thì em mới hỏi thăm cái cô điều dưỡng, bác nào đông bệnh. Thì cô nói bác tính đông bệnh. Rồi cái em cũng chọc chọc hỏi em ơi vậy ở đây có bác nào mà đẹp trai chưa vợ không? Thì cô nói là đó bác Tuấn đó chị. Nói, ôi vậy hả, thế chị có dịp nào cho chị coi mặt. Cái nói bác đang ngồi ở phòng số 4 á, vậy lại chị coi. Thì mình hí hửng lắm, mở cửa ló cái đầu vô. Em thấy thì cũng hiền lành, mặt mày cũng sáng sủa nhưng mà đẹp lộng lẫy như mình tưởng tượng thì không hề. Cũng khá khá. Còn bác Tuấn lần đầu tiên khi mà gặp vợ thì là lúc đó bác Tuấn có ấn tượng gì về cô này? Không có ấn tượng gì hết anh. Tại vì bình thường cũng giống như bao nhiêu phụ huynh đi khám bệnh. Nhưng mà đến mà sau đó cơ nào duyên nào, cơ duyên nào để mà hai người quen nhau? Dạ tại vì vậy có một cái ngày em với anh cảm thấy rất là stress, rất là cô đơn. Cái nhu cầu bà Tám nổi lên. Muốn kiếm ai để nói chuyện. Nếu mà kiếm người quen thì nói thấy cũng ngại. Mình kiếm người nào lạ lạ. Moi trong danh bạ có mình ông này lạ à. Thế là em nhắn một cái tin làm quen. Không hồi âm. Tới sáng hôm sau nghĩ lại thấy tức. Gọi thử rồi chảnh tới cỡ nào. Tại vì em thấy số điện thoại lạ cho nên thôi có gì nếu mà cần gì chắc gọi lại cho em. Khoảng 2 tuần sau đó thì tụi em hẹn gặp lần đầu tiên. Khi mà em bắt đầu nói chuyện với lại vợ em á, thì lúc em có cái lấn cấn gì không? Tại vì cổ đem em bé đến cho mình khám rồi bây giờ lại nấu cháo điện thoại. Vậy nên em không suy nghĩ gì hết, tại vì cũng mình giống như là nhu cầu bạn bè bình thường vậy, mình nói chuyện, mình tâm sự vậy thôi. Vậy á, rồi đến khi mà gặp rồi á thì em có cảm thấy đây là cái người phụ nữ của mình không? Có nghĩa là cái tình cảm nó có khác một cái người phụ huynh mà đem con đến khám bình thường không? Không có chị, em cứ gặp cũng giống như bạn thôi. Cái lúc đó thì là chuyện gia đình của bạn? Dạ, đã giải quyết trước đó rồi, nghĩa là tụi em tan vỡ rồi. Dạ. Rồi. Còn nhà em nuôi con đó đúng không? Dạ đúng rồi. Và Tuấn có biết không? Có nói kể với ảnh nhiều. Lúc mà Tuấn nghe về cái hoàn cảnh như vậy, đứa con thì nhỏ rồi là bệnh rồi thì gặp mình như vậy á, thì có phải vì cái điều đó mà em có cảm tình? Nói chung là em đồng cảm với hoàn cảnh của vợ em. Giống như là một đôi bạn vậy. Sau lâu một thời gian khoảng dài 5-7 tháng sau gì đó, thì khi đó mà em mới biết là vợ em có tình cảm, là lúc em mới suy nghĩ tới. Vậy thì bác Tuấn yêu vợ của bác là vì cái điểm gì? Em thích chỗ là nói chuyện ngọt ngào, biết văn, rồi biết sáng tác nhạc. Trong khi em mấy cái đó em không biết gì. Nghề của em là nó khô khan, dạ, nó là một cái phần bổ khuyết cho em. Hai người á yêu nhau là bao lâu thì mới làm đám cưới? Khoảng 2 năm. Hồi nãy em nói em là viết văn. Vậy hồi đó giờ có bao giờ mà viết một bài thơ gì đó tặng cho bác Tuấn không? Em có viết một chuyện ngắn tặng cho ảnh và gần đây thì em có viết cho ảnh một bài nhạc. Em có thể giới thiệu về bài hát đó tựa đề như thế nào không? Bài này là cho tựa là Nắng Tiếng Dịu Êm. Cái bài này em viết khi mà em hồi tưởng lại cái tình yêu giữa vợ chồng em. Em muốn tặng cho chồng em cũng như là tất cả các đôi lứa đang yêu nhau. Rồi vậy thì xin bộ phận âm thanh có thể phát cái bài này ra coi như là một món quà tặng cho bác Tuấn và cho chương trình, cho tất cả quý vị khán giả. Lắng tiếng yêu thương về dịu êm, đã qua trên hai đôi cánh mỏi mệt, lặng nghe ngày gió về vực sâu, ngủ yên trên môi mềm nhẹ bay theo tiếng kinh đêm. Bạc Tình em... sao? Em cho biết cái cảm nhận của em sau khi nghe bài hát. Em có hình dung là giống như là ở ngoài đời này có nhiều nhiều cái tấp nập bên ngoài, nhưng mà
hãy dành những gì tốt đẹp nhất cho tình yêu hai đứa. Thực ra mà nói á, cái giai điệu thì là mình không bàn cãi rồi, nó rất là du dương, rất là dễ thương, nó ấm áp lắm. Mà cái thông điệp mà em muốn nhắn nhủ với chồng á, ngoài những cái mà em chia sẻ vừa rồi, em còn muốn nói thêm một cái gì nữa không? Đôi khi trong cuộc sống vợ chồng mình sẽ có những cái mình làm buồn lòng nhau. Em mong là chồng em có thể cho tình yêu á, nó lắng động lại trong tim của mình qua những cái cuộc sống gió đó. Cuộc sống của hai bạn hiện giờ nó còn có một cái chút gì đó gọi là nó chưa được hoàn hảo. Hoàn hảo 100% như ý mình muốn, cho nên rằng là bạn muốn gửi đến ông xã một cái thông điệp đó. Tại vì không có cái cuộc sống gia đình nào mà mình gọi là hoàn hảo hết. Thế thì hai người sau khi lấy nhau thì có phát hiện ở người bạn đời của mình có một sự thay đổi gì đó mà mình bất ngờ không? Sau khi lấy nhau về tới giờ thì hầu như cuộc sống của em nó cũng bình ổn, trừ một số đối tượng hay tấn công. Vậy bà xã ghen dữ không? Cái này khó cho bạn luôn. Lúc là bạn vậy đó thì em kể chuyện ngày xưa, chuyện người yêu, em có người yêu sâu đậm vậy đó, 10 năm vậy đó. Thì tới chừng mà cưới nhau về mình mới biết là ghen. Em nghe một bài nhạc mà có giống vậy, chẳng hạn như 10 năm tình cũ chẳng hạn vậy là không được ạ. Anh nhớ rồi. Rồi có nào ghen dị hợm hơn nữa không? Ghen thì cũng ghê lắm. Ban ngày thì đôi khi cũng nói sơ sơ thôi, mà tối về á, nửa đêm mà em đang ngủ cứ dựng em dậy mà nói nghe dữ lắm không? Dạ. Bắt đầu luôn. Tư tư mà. Vậy đó giờ có lén đọc tin nhắn không? Chàng ơi, em kể anh nghe có vậy nè. Cái lúc mà chưa cưới luôn á, có một lần đi ăn với nhau, xong cái thấy tiếng tin nhắn tới. Thì anh mở máy lên coi, em thấy cái mặt gian hẳn luôn. Giật máy. Cái báo mà ảnh nhanh tay lắm. Một tin nhắn vừa xóa. Đó, xong lại hỏi tại sao ai nhắn tin mà xóa. Bây giờ mới nói thiệt là cái cô 10 năm đó. Rồi hỏi nhắn cái chuyện gì nữa không, nội dung tin nhắn không có gì hết á. Không có gì sao xóa. Tới giờ là em thấy là cũng còn có gì đó. Mà em không biết cái nội dung tin nhắn. Dạ đúng rồi, dạ tức lắm. Không bao giờ nói cho em nghe. Dạ, không, ảnh có nói, anh nói là nhờ đi mua sách vở gì đó. Rồi ảnh từ chối, rồi cổ xin lỗi đã làm phiền gì đó. Vậy thì vậy thôi. Đúng không? Dạ đúng anh. Nhưng tại vậy ghen sao quá nên em sợ. Thường đi sao xóa? Tức là chỉ cần gặp cái tên đó thôi là ghen rồi. Đi ra đường mà đi vô đúng cái tiệm tên đó là không vô. Ghen văn học đó. Ghen suy diễn. Thế hai chồng là đã có với nhau mấy đứa rồi? Dạ tụi em có thêm hai bé nữa. Hai bé nữa. Dạ. Có nghĩa là bây giờ gia đình mình đã là có ba cháu hả? Dạ. Ba ngọn nến lung linh rồi đó. Em thương đứa nào nhất? Em thương cả ba đứa như vậy như nhau. Ồ vậy sướng quá. Coi như ảnh là bác sĩ Nhi á, thì là cái chuyện chăm sóc con cái á, chắc em không phải bận tâm hả? Dạ, thì đúng rồi đó chị. Tại vì hồi đó là chăm nhóc đầu là mình thấy cực quá. Nó cứ bệnh hoài nó cái này nọ. Em thấy là mỗi lần ảnh đi bác sĩ vừa tốn kém, vừa mất thời gian, vừa tốn công, nó quyết định là thôi bê ông bác sĩ về để xài cho tiện. Trời tính ghê không? Vậy thì ông bác sĩ của em tới giờ này còn cái điểm nào mà em muốn thay đổi? Thật ra ảnh rất là yêu thương cái đứa con riêng của em. Chắc cái đó là cái điều mà em cảm kích ảnh vô cùng. Và em không thấy cái sự khác biệt nào giữa con em với lại hai đứa sau cả. Như gia đình em là một cái gia đình một khối vững bền đó, dạ. Chia cắt được. Dạ thì cái điều đó là em đã thấy cảm động lắm rồi. Bữa nay em cũng rất là cảm ơn vì đã tạo điều kiện để cho em tặng cái món quà bất ngờ này. Sướng. Sướng đúng không? Rồi, chút nữa chút nữa là sướng nữa. Xin cảm ơn.